Điều mà hơi bày nhưng mà gặp một chiếc ô tô nữa là mình có thể thôi đừng ấy. Anh nhìn thấy có một chiếc ô tô trắng. Đúng rồi, trong kia lại có ô tô thật. Một chiếc ô tô nữa là sẽ khó không tránh nhau cả. Là đó đổ thêm cho chuẩn bị đổ bê tông. Anh nhìn thấy một chiếc ô tô kìa. Sớm lại giống như tăng đảo, lại giống như kia, quá đông đúc. Tăng đảo thích thế nhỉ? Giờ lên tăng đảo bây giờ lạnh đấy nhỉ? Tăng đảo Sapa nó lắc cái gì kiểu gì? Quá nhiều nhà cửa. Đây này nó đang xây, nó đang quy hoạch trong này. Ô tô kia đâu nhỉ? Bên kia. Chứng tỏ là con vàng. Bắt đầu từ đây đi anh ạ. Đây là đăng ký ô tô.